một hai tư đồ chia thay anh phiêu bạt muôn phương nay trở về quê đó vang bên rồi hề một hai okay, xin chào mừng toàn thể quá quay trở lại kênh youtube của Âm thanh đỗ thản và tiếp tục tất cả video thì ngày hôm nay cửa hàng bên em lại chính thức lên xả hàng cho toàn thể các bác với dòng sản phẩm vàng Vanglake FX50 Plus. Và sau những gì thành công của dòng Vanglake FX8, FX9, FX20 và FX30 và ngày hôm nay với sự hiện diện hoàn toàn mới của dòng sản phẩm Vanglake FX50 Plus này mang cho chúng ta đó là lời ca tiếng hát và đặc biệt các bác sẽ được trải nghiệm thực tế với dòng sản phẩm à, uh, vang Lex FX50 Plus này Và bây giờ em cùng các bác sẽ đi giới thiệu chi tiết về dòng sản phẩm à, uh, dòng vang Lex FX50 Plus này Và các bác xứng đáng đồng tiền bác gạo các bác có thể bỏ ra để lựa chọn với những dòng sản phẩm à, uh, vang Lex FX50 Plus Và là một trong những dòng vang đời mới nhất hiện nay năm 2022 uh, Rồi phía mặt đằng trước thì các bác cũng đã quan sát rồi ba lúm volume tinh chỉnh ba uh, lúm volume tinh chỉnh đó là music Mix và Echo với dòng sản phẩm này thì nó tích hợp đầy đủ tất cả các tính năng hiện đại nhất của dòng vang à, đó là Echo kép này và cổng quang này, bắt bờ Bluetooth này và đặc biệt ở chiếc vang này thì nó cho chúng ta đó là một cái chiếc điều khiển remote và sau những gì thành công của các dòng vang đời trước thì ngày hôm nay với sự hiện diện hoàn toàn mới của dòng vang này thì nó tích hợp đó là echo kép và cộng thêm cả revert các bác nhá rồi em sẽ đi giới thiệu tất cả các dòng sản phẩm này về phía mặt đằng trước cho toàn thể các bác cùng nắm bắt được rồi đây đó là cổng uh, usb và ở phía đằng sau của dòng sản phẩm vang này thì nó có cổng quang này và dâu và bluetooth để thu Bluetooth cho toàn thể các bác Với những dòng sản phẩm vang như thế này Thì các bác mua ở cửa hàng bên em Thì các bác đều được tặng Đó là dây kết nối Phụ kiện đi kèm Đó là các bác dùng đẩy Thì bên em tặng kèm Dây kết nối cắm đẩy Và các bác dùng âm ni Thì bên em tặng các bác là dây kết nối cắm âm ni Về phía mặt đằng sau của dòng vang này Thì cho chúng ta đó là ba đường mic ở phía đằng sau hai đường rắc cắm ca lông Và một đường rắc cắm 6 ly ở, ở phía đằng trước thì cũng vậy Nó có hai đường rắc cắm 6 ly à, Và à, điều đặc biệt ở con vang này Thì nó cho chúng ta Đó là một cái cổng thu âm trực tiếp Đó là cổng break out Và hai cổng Line này này Cho chúng ta là cắm từ vang xuống xuống đẩy Hoặc từ vang xuống âm ni Và thêm một đường center Một đường súp cho chúng ta tinh chỉnh và với dòng sản phẩm vang này thì nó có một cái nút hãm hãm đường music cho chúng ta có thể ví dụ nhà có trẻ con thì chúng ta có thể hạn chế tránh tình trạng là xoay một phát như thế này là sẽ dẫn đến hiện tượng là cháy noa. Đấy. Rồi, với dòng sản phẩm vang này thì ngày hôm nay bên cửa hàng bên em sẽ bán tri ân cho 50 bác nhanh tay đặt hàng gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em với cái giá chỉ có 1 triệu 550 nghìn bao ship tặng kèm đầy đủ phụ kiện đi kèm và à, các bác với dòng sản phẩm vang này thì nó có thêm một chiếc điều khiển remote rất tiện lợi cho toàn thể các bác khi các bác chơi cái dòng sản phẩm vang Lex FX50 và lớn này giá báo lại cho toàn thể các bác này 1 triệu 550 nghìn thì các bác sẽ được sở hữu một chiếc vang lệch năm 50 Plus mới nhất hiện nay năm 2022. Và em giới thiệu thêm ở với dòng sản phẩm vang này thì nó có thêm một đó là cái chức năng feedback chống hú và tất cả các bác thì cũng đã quan sát với một màn hình hiển thị LCD rất là đẹp. Và bây giờ em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm và thực tế với bài nhạc bản test rất hay luôn các bác nhá. Quá tuyệt vời luôn. Thật sự với dàn đèn nháy lên quá ok luôn 1 triệu 550 nghìn và các bác có thể liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em để đặt hàng và sở hữu một chiếc vàng lệch FX50 Plus rồi kết thúc video tại đây thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo